Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay size nam có mã số 384, đồng hồ second hand hàng đã qua sử dụng. Size của đồng hồ là 37.5, đồng hồ sử dụng pin 3 kim, 1 lịch, lịch ngay vị trí 3 giờ. Đây là thương hiệu Winger, một thương hiệu đồng hồ quân đội thụy sĩ. Ngay vị trí 12 giờ là logo quốc kỳ của thụy sĩ. Ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ Squid, bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ cho các bác sử dụng. Cọc số nổi, kim giờ, kim phút và xung quanh cọc số tất cả đều dạ quang, ban đêm sáng rực, nhìn rất là đẹp và rất là tiện cho các bác theo giữa giờ. Giỏ bằng thép không rỉ, dây da cá sấu zin theo đồng hồ. Ngay chốt khóa của đồng hồ có logo quốc kỳ của thụy sĩ. Mẫu đồng hồ này đeo lên tay rất là đẹp, cọc số nổi, kim dạ quang, dây da cá sấu zin theo đồng hồ. Giá bán của đồng hồ này là 950.000, các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em. Sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán hay bất kỳ chi phí gì nữa. Em quay cảnh chi tiết mẫu đồng hồ này cho các bác tham khảo. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ cho các bác sử dụng. Giá bán rất là mềm, chỉ có 950.000. Mình đã sử dụng cái đồng hồ thụy sĩ rất là đẹp để các bác đeo theo giữa giờ hàng ngày.